Xin chào tất cả các bạn, đây là Kelly đây. Mình nghe nói là cái hình vẽ 3D này đang rất là hot, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu vẽ hình 3D này nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc móng, sau đó thì các bạn sẽ chọn tông màu mà mình yêu thích nhé. Mình có thể chọn tông màu gì cũng được, còn mình sẽ chọn là tông màu đỏ nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chia đôi nhé, chúng ta sẽ chia đôi để cho cân nhau nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo này, kéo từ giữa xuống. Chúng ta sẽ kéo thành hình tam giác nha. Đó, chúng ta sẽ kéo thành hình tam giác. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo phần trên xuống để cân chia với lại cái phần trên và phần dưới được cân nhau nha. Đó, nếu như các bạn kéo từ trên xuống một đường thẳng thì cũng được thôi. Nhưng mà mình thấy cái gì như thế thì các bạn đôi khi không được cân vào cái phần ở giữa, nên là mình sẽ chỉ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cách này thì các bạn sẽ vẽ dễ hơn và các bạn không phải phân chia nhiều. Đó, sau đó thì các bạn sẽ tô hết tông màu đỏ nhé. Đây là màu đỏ gốc nha các bạn. Đây là màu gốc nên chúng ta sẽ tô hết cái màu gốc bên trong này. Tô hết màu đỏ gốc này. Đó, vẽ hết hai hình tam giác phần trên và phần dưới nhé. Cân nhau nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cân cho thật đều này. Sau đó thì các bạn cho vào đèn hơ khô nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ pha màu giúp mình nhé. Chúng ta sẽ lấy tông màu trắng pha với màu đỏ gốc để thành màu đỏ nhạt hơn nha. Đây, chúng ta sẽ tạo thành một màu đỏ nhạt hơn này. Đó, chúng ta đi thật đều để cái màu của chúng ta được đều màu nha các bạn. Đây là màu đỏ nhạt hơn cái màu gốc của mình nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy từ đèn ra, chúng ta sẽ vẽ nhé. Đó, các bạn nếu mà cảm thấy chưa được ưng màu thì chúng ta sẽ cho thêm một chút màu trắng để cho cái màu đỏ của mình nó được nhạt hơn nha các bạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kẽ này, chúng ta sẽ kẽ bên cạnh, góc bên cạnh bên trái và bên phải này. Khi chúng ta kẽ thì chúng ta phải cân đối nhau nhé, để cho hai cái đường của mình nó sự đều nhau. Kẽ chúng ta phải cân đối trước, sau đó thì chúng ta mới bắt đầu tô màu nha. Chúng ta bắt đầu kẽ nhá. Đấy. Khi mà chưa cân đối được ấy thì cái của mình nó sẽ hơi bị lệch, nên chúng ta sẽ cân đối trước, sau đó thì chúng ta mới kẽ nha các bạn. Rồi chúng ta tô hết cái tông màu mà chúng ta vừa mới pha vào này. Rồi khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta cũng sẽ cho vào máy hơ khô cái đoạn này đi nhá. Các bạn có thể không hơ khô cũng được, nhưng mình nghĩ là hơ khô đi thì lúc mà chúng ta có lỗi một xíu nào đấy chúng ta lau đi rất là dễ. Nhưng nếu như chúng ta mà cứ để như này chúng ta kẽ thì lúc sau ấy thì chúng ta sẽ lúc sau mà có lỗi một xíu nào đấy mà lau đi thì chúng ta lại phải lau hết tất cả đúng không nào. Đó, còn tiếp theo thì đến hình tam giác tiếp theo này, chúng ta sẽ pha màu tiếp tông màu trắng với tông màu mà chúng ta vừa pha lúc nãy nhá. Đó, chúng ta pha sau đó thì chúng ta sẽ kẽ lên như thế này. Chúng ta cũng sẽ kẽ lên và chúng ta tô thành hình tam giác nha. Chúng ta kéo từ ngoài vào trong tạo thành hình tam giác to từ ngoài vào trong càng nhỏ dần nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ pha tiếp tông màu tiếp theo này. Chúng ta lấy tông trắng và chúng ta pha vào cái tông màu trước chúng ta vừa mới pha xong nha các bạn. Đó, chúng ta pha này. Rồi sau đó chúng ta lại kẽ tiếp hình tam giác này. Chúng ta nhớ là khi chúng ta kẽ thì chúng ta phải phân chia cho đều nhau nhá. Chúng ta phân chia thật đều nhau và chúng ta căn hai bên nhá. Lưu ý là các bạn phải căn hai bên nhá. Đó, chúng ta phải căn hai bên để lúc mà chúng ta vẽ lên nó sẽ được cân màu hơn nha các bạn. Cân thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Rồi chúng ta sẽ tô màu này. Chúng ta kẽ xong chúng ta sẽ tô vào cái tông màu mà chúng ta vừa mới kẽ hình tam giác xong nha. Đấy. Hình này thì chúng ta có thể là vẽ full cả ngón cũng được, mà chúng ta có thể là vẽ một nửa móng cũng được nhá. Mình thì mình hướng dẫn cho các bạn đây là vẽ cả móng. Còn nếu như chúng ta mà vẽ nửa móng thì chúng ta cũng sẽ là chỉ cần vẽ một đường thẳng ở giữa, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái phía bên mà chúng ta cần vẽ thôi nha. Nên là mình hướng dẫn cho bạn full cả ngón thì lúc các bạn về nửa móng thì các bạn cũng đều vẽ được nha các bạn. Rồi chúng ta pha màu tiếp này. Khi chúng ta pha màu màu đỏ của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng tông màu đỏ gốc mà chúng ta sẽ pha tất cả các màu nhạt dần nhá. Đó, chúng ta pha tất cả nhạt dần thì cái tông màu của mình nó tạo thành cái hiệu ứng 3D các bạn ạ. Rồi xong rồi nhá. Khi xong rồi chúng ta sẽ dùng một chút nhũ chúng ta vẽ này. Chúng ta chia đôi cái móng mà chúng ta vừa vẽ xong cho xinh nha. Rồi chúng ta đi một đường này. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một chút là phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh lên đây nhá.
Đó. Rồi. Đó, như thế này là chúng ta đã hoàn thành rồi nhá. Rồi sau đó thì chúng ta sơn tốp nữa là xong nha các bạn. Đó, đây là mình đã sơn tốp xong này và mình đã hoàn thành một bộ mà chúng ta có thể là gắn trên móng tay nhá. Còn đây là màu xanh và màu xanh này mình sẽ vẽ có một nửa thôi. Và nếu như các bạn muốn vẽ một nửa thì các bạn cứ chia đôi ra nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.